Xin chào Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Lá Hiệp Tâm. Mình là Thiện và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm. Đó là một bộ xử lý hình 4K có tên là HD-VB1640. Sản phẩm này có gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Tiếp theo chúng ta cùng nhau khui hàng nhé. HD-VB1640 này được hãng đóng gói rất là cẩn thận. Các bạn có thể thấy là nó sẽ được đóng gói gồm một hộp phụ kiện riêng ngay trong hộp lớn. Và đây là HD-VB1640. Sản phẩm này sẽ được đóng gói có hai miếng mút xốp ở hai bên, trông rất chắc chắn và an toàn. Và ra nó còn được bọc trong một cái túi zip. Đây, mình sẽ mở túi zip này ra và chúng ta có sản phẩm nằm bên trong. Tiếp theo là hộp phụ kiện. Trong hộp phụ kiện này chúng ta sẽ có một cáp USB, một cáp DisplayPort, hai cáp HDMI, mình sẽ thay lại, một viên nguồn, một cáp DVI, một thẻ USB và cuối cùng là chúng ta có một anten Wi-Fi. Đó là tất cả những gì bên trong hộp của sản phẩm này. Về thiết kế, HD-VB1640 có cân nặng khoảng 3,6 kg, được thiết kế theo chuẩn khung công nghiệp 1,5U. Mặt trước của sản phẩm là vùng chức năng bao gồm 6 vùng riêng biệt, bao gồm đó là công tắc nguồn, màn hình LCD, nguồn trình chiếu, chức năng, cửa sổ và menu. Bên hông của sản phẩm là những cái lỗ tản nhiệt. Đây, hai bên. Mặt sau của sản phẩm chúng ta sẽ có tín hiệu đầu ra, tín hiệu đầu vào, Wi-Fi, âm thanh đầu ra, âm thanh đầu vào, vùng điều khiển và cấp nguồn cho nó. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn thử nhé. Đây, mình sẽ bật công tắc nguồn lên. Mình rất thích kiểu thiết kế của các phím nhấn ở đây. Nó rất là đẹp. Nó gồm có một cái nhựa trong. Ở phía trong là tên của phím chức năng đó. Ngoài ra, nó còn được có đèn LED nhấp nháy khi chúng ta chọn các chức năng đó. Ở đây là các chức năng bao gồm là làm đen, đóng băng, khóa lại. Khi khóa lại thì chúng ta không thể nhấn được bất cứ phím nào nữa để phòng sai sót. Ngoài ra mình còn có Write, Get Mode, BSB. Ở bên Win này là sản phẩm được thiết kế để điều khiển cùng một lúc 4 màn hình, tối đa 4 màn hình. Ở menu chúng ta sẽ có Guide, ESC để thoát ra và một núm xoay. Núm xoay này các bạn có thể ấn để là OK hoặc là chọn và xoay để tăng giảm giá trị. Đây mình sẽ làm lại, ấn để chọn, xoay để tăng giảm giá trị, ESC để thoát khỏi vùng chọn. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng xoay này để ra vào vùng chọn hoặc là chọn những cái chức năng khác. Mặt sau nguồn đầu ra này các bạn sẽ kết nối với màn hình LED. Ở đây chúng ta sẽ có 8 cạc phát với 16 cổng đầu ra nên sản phẩm này có thể điều khiển lên đến tối đa 10,4 triệu điểm ảnh. Một con số rất là khủng khiếp. Đầu vào này các bạn sẽ cắm với nguồn hình ảnh đầu vào, nó có thể là TV, cũng có thể là máy vi tính. Wi-Fi chúng ta sẽ dùng để điều khiển bằng điện thoại và chúng ta dùng phần mềm tên là LED-AD. Vùng control này các bạn sẽ dùng để điều khiển bằng máy tính. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm HD Show để điều khiển sản phẩm.
thì nhìn chung HPVB 1640 là bộ xử lý 4K có hiệu quả chi phí cao với khả năng điều khiển màn hình lớn từ trung cấp đến cao cấp cho thuê, studio và các thị trường khác. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm, hãy gọi đến Lê Hiệp Tân theo số điện thoại 0899909992 từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Cuối cùng mình sẽ đặt link mua sản phẩm ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.